Bí kíp xúc họa mi hót cả ngày. Ngày xưa sung sức thì nghèo, giờ đây khấm khá nó teo mất rồi. Ngày xưa hùng hục như trâu, bây giờ eo như tàu lá khoai. Thực trạng đáng buồn của các anh em nào mắc chứng yếu sinh lý. Tuổi tác là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng giảm ham muốn tình dục ở nam giới. Theo thời gian, nhất là sau tuổi 30 hóc môn sinh dục nam là tết tốt tê dôn và ni trích ông xích, hợp chất giúp dương vật cương cứng đã bắt đầu suy giảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra các bệnh lý toàn thân của nam giới mà còn tác động đến hoạt động tình dục của nam giới, gây suy si giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Đây là nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm, mất tự tin của đàn ông, gia đình lụp đục, hạnh phúc mong manh dễ đổ vỡ. Anh em nào đang lâm vào tình cảnh chớ trêu này, hãy sử dụng ngay bài thuốc nam từ cây đinh lăng nhé. Đinh lăng mệnh danh là nhân sâm của người nghèo. Dân gian hay gọi là nam dương sâm hay cây gỏi cá vì chuyên dùng để ăn các loại gỏi cá, lẩu cá. Ngoài công dụng hỗ trợ tiêu hóa, hoạt huyết thông mạch chữa đau đầu. Đinh Lăng còn cải thiện sinh lý là cứu tinh của đàn ông tiêu hết tiền ở cùng chợ. Trong rễ cây Đinh Lăng có chứa hoạt chất saponin và 20 loại axit amin khác nhau giống như ở sâm. Chính vì vậy, chúng có tác dụng tăng tuần hoàn máu, bồi bổ khí huyết và ổn định sinh lý ở nam giới. Cách làm đơn giản như sau. Sử dụng 1 kg rễ cây Đinh Lăng lá nhỏ, rửa sạch, đem thái lát mỏng và sao vàng hạ thủ. Cuối cùng đem ngâm chung với 7 lít rượu trắng trong bình sành sứ hoặc thủy tinh, hạ thổ được càng tốt. Cách dùng sau 3 tháng ngâm, người bệnh có thể sử dụng rượu thuốc này uống mỗi ngày để cải thiện tình trạng sinh lý. Mỗi lần uống 30 ml, ngày mồng 2 lần vào trước bữa ăn sáng và buổi tối. Sau khi dùng loại rượu này một thời gian, sinh lý của anh em cải thiện tốt. Chim cu lại gáy gật gù, ngựa phi nước đại triều thu vợ cười. Hãy đăng ký và follow kênh Dược sĩ luận để biết nhiều điều hay mỗi ngày. Cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo.